Thì các bác vả những cặp 40 là vô tư rồi. Hoặc là chơi hai cặp boss vừa có thể nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình. Này lên tới công suất là 530W là bản cao nhất nha các bác. 949A nha. Bản thường của nó là 949, còn này là 949A. Cực kỳ xuất sắc nha. Em này có các bác cho tính năng là các bác có thể chỉnh được hai cặp loa riêng biệt bass treble này. Theo volume tổng này, đây là đèn tia nước này, khi nghe nhạc nó sẽ có nhảy đường tia. Và đây là cái đèn nền. Con này có tích hợp mạch Dolby NR nha bác, có mạch Dolby NR âm thanh để các bác mình có thể nghe nhạc mạng cắm vào đường Dolby này. Phía sau của nó các bác đường Dolby NR này. Đấy, đường Dolby này các bác. In này. Đấy. Bốn cầu loa, đánh trở kháng là 4 tới 16 ohm nên là em này rất là được các bác mến mộ bởi vì nó dễ ghép loa này. Công suất lớn là 530W chạy 5 cầu điện nha. Nếu các bác hiện tại đang điện Mỹ 110-120 các bác có thể chuyển được điện 224 nha. 530W, máy rất là mới nha, chạy 4 cầu loa. Con này thuộc phân khúc khủng rồi nha các bác. Vừa nghe nhạc vừa có thể hát karaoke thoải mái. Con này thì không khác gì cục đẩy vì nó cũng rất là khỏe, chạy 8 sò xét, 4 tổ lực nguồn mà một cái tăng phô rất là lớn. Và giá con này em đang giao các bác là 15 triệu nha. Đã bao gồm phí ship 949A nha các bác, 530W. Vừa nghi vừa trưng bày. Cọc tiền các bác cọc khoảng 10% trở lên. Còn chiến khoán đủ thì vẫn bớt 2 triệu như thường lệ nha. Máy đẹp xuất sắc cả nha. Những dòng này thì các bác nghe nhạc vàng vừa trưng bày vừa có thể ghép một con vang karaoke là vô tư. Cái ghép con này thì chơi hai cặp boss 6 lá 1 series 3 luôn nha các bác. Tại vì rất là khỏe, nó không khác gì cục đẩy, nó quấn rất là lực. Mạnh nảy tiếng ở ba giải cực kỳ hay nên là dễ ghép với những dòng loa bass lớn. Là những dòng loa có giải cao thấp thì em này lên giải cao rất là hay, giải chép nó rất là mạnh. Rồi thì sau đây em sẽ mở nội thất bên trong và các bác nhìn cùng xem cấu hình nó, cái ruột nó dày đặc luôn vì nó rất là khủng. Bác nào yêu thích con này thì alo cho em nha. 949A là hết số nha các bác. Thường thường các bác sẽ thấy con 949 thôi nhưng 949A rất là hiếm. Nó là phiên bản nâng cấp cái phần mạch Dolby NR một tí thôi nha các bác. Các bác có thể nghe nhạc qua cổng nó sẽ hay hơn một tí so với con 949 thường. Nếu các bác nào vừa nghe nhạc mà CD vừa có thể hát karaoke vừa nghe nhạc mạng thì dùng con này. Nghe nhạc mạng thì mình kém qua đường Dolby NR nha. Đây, về cái khía cạnh là nghe nhìn là nó tuyệt vời rồi các bác. Trưng bày rất đẹp nha, xài lớn. Và thiết kế phần đèn nước và phần đèn hình nó rất là hài hòa nha. Và là cấu hình của em nó có thấy khủng không? Cực kỳ khủng. Bốn cái tụ nguồn rất là lớn. Đây là phần bảo vệ 8 con sò xét nha, bảo vệ 8 sò xét. Máy nguyên bản hết nha, máy nguyên bản. Xe đi xương là 2295, nó là sexy trắng nha. Đây là phần Dolby NR. Tăng phô rất là lớn. Đây là phần bảo vệ 8 sò xét nha. Máy nguyên zin nha các bác, 8 sò xét cực kỳ khỏe. Tôi mua có ông ly 8 sò xét lên tới 530W. Thì các bác vả những cặp 40 là vô tư rồi. Hoặc là chơi hai cặp boss vừa có thể nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình. Đấy, thì đây là con 99A là bản cao cấp nhất, bản nâng cấp phần mạch Dolby NR để các bác nghe nhạc nó trở nên hay hơn một tí so với con 949 thường. Nên nó sẽ trên nhau có 500.000, còn 4949 trơn á, thì nó sẽ là 44,5 triệu. Còn này là 15 triệu và con này nó sẽ hiếm hơn khá là nhiều. Đây, phía trên rất đẹp nha các bác. Đã bao gồm phí ship là 15 triệu nha các bác. Bác nào lấy thì alo trong qua hai số điện thoại trên.